Chào các bạn, hôm nay tôi chế một cái kèn bán kem. Thứ nhất là một cái loa này. Đấy. Thứ hai là một cái hộp để bóp hơi. Cái này tôi lấy ở cái hộp clear. Để bóp, để tạo hơi cho cái kèn nó kêu. Và một cái quan trọng đấy là một cái ống đồng. Cái ống tiô đồng này thì nó hình tròn. Đấy, cho nên là đấy, cắt 13 phân nhá. Thứ nhất là độ dài là 13 phân này. Thế sau đó thì ta xẻ đi 1 phần 3 và ta lấy 2 phần 3 của cái ống này. Tức là nó làm thành một cái máng. Đấy. Và hai đầu thì cắt khứa vào 1 phân để ta đánh khum lên thành một cái máng như là một chiếc thuyền. Thì đây, tôi đã làm sẵn trước đây rồi. Đấy, hai đầu khum lên thành như một cái thuyền. Và còn dài là 11 phân. Dài 11 phân. Và một cái lá đồng. Cái lá đồng này rất là mỏng. Cũng dài tương ứng bằng cái máng ở phía bên dưới. Thế khi úp lên nhau thì là nó vừa khít. Độ dày mỏng dài là tương ứng như nhau. Đấy. Và ta có cái dây len để ta quấn, sau khi xong rồi thì ta quấn kẹp giữa lá đồng và cái máng lại. Giờ cái lá đồng này nó vẫn còn hơi dày, nếu bạn nào có cái lá đồng nó đã đủ cái độ mỏng theo rồi thì thôi. Sau khi mài cái độ mỏng đã đủ thì ta sẽ ốp cái lá đồng và cái máng thổi quấn vào với nhau bằng dây len hoặc dây chỉ cũng được. Đấy, cái đầu đấy là hai đầu, mỗi đầu cách ra 3 phân các bạn nhé, cách 3 phân để tạo cái độ kêu mà khi ta bóp thì nó cũng kêu một chiều, hơi đẩy ra và khi ta nhả ra thì hơi nó hút vào thì nó cũng sẽ kêu ở cái chiều hút vào. Thank you.